Champions League với lượt trận cuối cùng vòng bảng sẽ diễn ra vào dưới tuần này. Nó khắc nghiệt vì các đội sẽ phải cạnh tranh cho 7 tấm vé còn lại để tiến vào vòng knockout. Thậm chí đến thời điểm này, bảng G còn chưa xác định được những cái tên nào sẽ đi tiếp. Ngoài ra, đó còn là các trận đấu tranh ngôi đầu bảng. Có thể thấy, đây là một vòng đấu sinh tử, một mất một còn mà người hâm mộ không thể nào bỏ lỡ. Bảng A. Cục diện bảng đấu này xem như an bài. Paris Saint-Germain mặc dù những thất bại trước Man City nhưng vẫn theo chân đội bóng nước Anh ghi tên mình vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng. Khi ở trận đấu cùng giờ, Leipzig đã đánh bại Club Brugge 5-0. Chiến thắng trước Club Brugge cũng giúp Leipzig vượt mặt chính đối thủ để xếp vị trí thứ 3, sẽ xuống chơi tại Europa League. Hiện tại, hai đội có cùng điểm số, nhưng đại diện nước Đức đứng cao hơn do hơn hiệu số đối đầu. Ở lượt trận cuối, Leipzig phải đánh bại được Man City để tự định đoạt số phận của mình. Bảng B. Đây là một trong những bảng đấu chứa được nhiều yếu tố bất ngờ ngay từ khi lá thăm vòng bảng được xác định. Bảng B được xem là một bảng đấu tử thần khi có sự góp mặt của nhiều đội bóng lớn như ông kẻ bóng đá Anh Liverpool, đương kim vô địch La Liga Atletico Madrid, thế lực của bóng đá Ý một thời AC Milan và đội từng loại Juventus của Ronaldo mùa trước là Porto. Ngoài Liverpool đã chắc suất đi tiếp với 5 trận toàn thắng nhờ sức mạnh khủng khiếp của mình, thì tấm vé thứ hai hiện giờ vẫn là cuộc chơi của 3 đội bóng còn lại với Porto 5 điểm, AC Milan và Atletico Madrid 4 điểm. Lượt trận cuối sẽ chứng kiến trận chung kết giữa Porto và Atletico, trong khi AC Milan chạm trán đội đầu bảng Liverpool. Lợi thế bây giờ đang thuộc về Porto vì nếu đánh bại được Atletico Madrid, đại diện của Bồ Đào Nha sẽ nối gót Liverpool. Họ vẫn sẽ chưa thể tự định đoạt tấm vé đi tiếp mà phải chờ ở lượt trận AC Milan Liverpool. Nếu như đại diện nước Ý không thể chiến thắng Liverpool thì Atletico Madrid mới chen chân vào vòng 1/8. Còn với AC Milan, đại diện của Serie A sẽ có vé vào vòng knockout nếu như vượt qua đội đầu bảng Liverpool. Đồng thời ở trận đấu cùng giờ, Porto, Atletico cầm chân nhau. Đây sẽ là viễn cảnh khó xảy ra vì ai cũng thừa biết sức mạnh của Liverpool hiện giờ khủng khiếp như thế nào. Khả năng rất cao AC Milan sẽ là đội phải nỗ lực chia tay Champions League cùng với Porto hoặc Atletico. Bảng C. Khác với dự đoán của nhiều chuyên gia ban đầu là Dortmund sẽ dẫn đầu bảng, nhưng hiện tại cục diện đã xoay chuyển 180 độ. Bảng đấu này được xem như an bài khi mà Ajax với chiến thắng 2-1 trước Besiktas đã duy trì thành tích bất bại. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Dortmund đã giúp Sporting vượt mặt chính đội bóng này để có được tấm vé thứ hai ghi tới mình vào vòng 1/8. Dortmund sẽ phải ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League. Bảng D. Cục diện bảng D không có gì gọi là bất ngờ khi cả Real Madrid và Inter đều chắc suất vào vòng 1/8. Tấm vé xuống chơi tại Europa League sẽ thuộc về hiện tượng Sheriff Tiraspol. Đây được xem như thành công với một đội bóng đến từ nền bóng đá tí hon như Moldova. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, bảng D sẽ chứng kiến một trận thương hùng không kém phần rực lửa để phân định ngôi đầu bảng giữa Real Madrid và Inter Milan. Hiện tại, Real Madrid với 12 điểm đang nắm lợi thế hơn so với Inter. Cặp đấu này không thể nói trước điều gì, vì dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng ở lượt đi, Real từng rất vất vả mới có được chiến thắng sát nút trước đại diện của Serie A. Thậm chí, nếu nhìn vào thế trận xuyên suốt trận đấu đó, Inter mới là đội áp đặt lối chơi. Họ cuốn Real Madrid vào cách chơi của mình, bằng chứng là dù kiểm soát bóng chỉ 46%, nhưng Inter lại tung ra đến 18 cú sút. Trong khi đó, bên phía Real Madrid mới chỉ có 12 cú dứt điểm với 2 cú đá đi trúng đích. May mắn đã đến với họ khi một trong hai lần đó trở thành bàn thắng. Tuy nhiên, Real Madrid ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng này sẽ có lợi thế đôi chút khi được đá tại thánh địa Santiago Bernabeu. Bảng E. Đây là bảng đấu thu hút sự chú ý đông đảo người hâm mộ khi ở lượt trận cuối này, một trận thương hùng giữa Barcelona và Bayern Munich. Về phía đại diện đến từ Đức, họ đã sớm có tấm vé đi tiếp ở lượt đấu trước. Suốt còn lại của bảng E sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Barcelona và Benfica. Ở lượt trận áp chót, hai câu lạc bộ này đã cầm chân nhau tỷ số không đều và cách biệt vẫn là 2 điểm nghiêng về Barca. Nhưng không vì thế mà nói rằng Barca sẽ chắc vé đi tiếp. Thậm chí câu lạc bộ từng 5 lần lên ngôi tại giải đấu này mới là đội có nguy cơ phải sút đá tại Europa League. Khi ở lượt đấu cuối, họ sẽ phải hành quân tới Allianz Arena, trong khi Benfica được thi đấu trên sân nhà và chỉ tiếp đón đội bóng bị loại là Dynamo Kiev. Barcelona sẽ buộc phải thắng Bayern để tự định đoạt số phận của chính mình. Nếu như không thể hạ gục hùm xám, Barcelona sẽ phải xuống chơi tại Europa League trong trường hợp Benfica vượt qua được Kiev. Nếu trường hợp bằng điểm Benfica, Barcelona vẫn sẽ phải xếp sau vì thua kém về hiệu số đối đầu. Thành thật mà nói thì hiện nay, việc Barcelona cầm hòa được Bayern đã là rất khó, chứ đừng nói chỉ đánh bại được họ ngay tại Allianz Arena. Nhìn vào trận đấu lượt đi, chúng ta cũng thấy được sự áo trình của Bayern so với Barca ngay tại Camp Nou. Xuyên suốt trận đấu, Barca chỉ có thể tung ra 5 cú dứt điểm, nhưng thậm chí nó còn không trúng đích bất kỳ một lần nào. Còn về phía Bayern, dù là đội khách, nhưng họ có tới 17 lần bắn phá khung thành của Barca, trong đó có 7 cú đá trúng đích và có 3 bàn thắng. 90 phút tại Camp Nou ngày hôm đó,
chúng ta thấy một Barcelona căng mình hứng chịu những đợt tấn công như vũ bạo của Bayern. Tuy nhiên, các cô lê cũng có thể hy vọng vào một kỳ tích, bởi đó là trận đấu được dẫn dắt bởi Ronald Koeman, còn giờ đây đã là Xavi. Bảng F. Với trận thắng 2-0 trên sân của Villarreal, Manchester United đã chính thức có vé vào vòng 1/8. Dù kết quả lượt trận cuối của họ với Young Boys có kết quả như thế nào, thì United vẫn đứng đầu bảng. Họ hơn Villarreal 3 điểm, nhưng ăn đứt về hiệu số đối đầu. Hai tấm vé còn lại của vòng knockout sẽ là cuộc tranh tài giữa Villarreal và Atalanta. Đội bóng đương kim vô địch Europa League đang nhiều hơn đối thủ 1 điểm và hai đội sẽ đối đầu với nhau ở lượt đấu cuối để giành suất đi tiếp. Đây sẽ là một trận đấu đáng xem vì hai đại diện này đều ngang tài ngang sức và chơi tấn công mãn nhãn. Bằng chứng là ở trận lượt đi, Tô Ngâm Vàng và đại diện của Serie A có kết quả hòa 2 đều trong một trận đấu đôi công rực lửa khi mỗi bên đều có lần lượt 13 và 14 cú sút. Trong khi đó Young Boys chỉ có cơ hội giành vé xuống Europa League nếu như thắng được Man United, đồng thời hy vọng Atalanta để sải chân trước Villarreal bởi kết quả đối đầu của họ đều thua cả hai đội bóng sắp trên. Bảng G. Đây là bảng đấu thú vị nhất của Champions League khi vẫn chưa xác định được đội nào đi tiếp chắc chắn. Những chiến thắng 2-0 của Sevilla trước Wolfsburg và 1-0 của Lille trước Salzburg khiến cục diện bảng đấu này trở nên cực kỳ khó lường. Với kết quả này, thứ hạng của bảng G thay đổi như sau. Lille vươn lên dẫn đầu với 8 điểm. Sevilla đẩy về Wolfsburg xuống vị trí cuối cùng để giành lại vị trí thứ 3, còn Salzburg vươn lên đứng thứ 2. Với việc đội nhì bảng là Salzburg chỉ hơn đội cuối bảng là Wolfsburg có 2 điểm, thì cơ hội giành hai tấm vé đi tiếp vẫn chia đều cho cả 4 đội. Ở lượt cuối, Salzburg sẽ tiếp đón Sevilla trên sân nhà, còn Lille sẽ có chuyến hành quân dự báo đầy bão táp đến Đức làm khách của Wolfsburg. Ở hai cặp đấu này, khả năng cao là Sevilla và đương kim vô địch Lyon sẽ là hai đội giành chiến thắng, bởi họ đều được đánh giá là đội đóng đẳng cấp hơn so với hai đại diện đến từ Áo và Đức. Bảng H. Nếu như bảng G vẫn chưa có gì chắc chắn, thì bảng H đã an bài các vị trí. Chelsea và Juventus dắt tay nhau đi tiếp. Trong khi Juventus giành vé từ vòng trước thì Chelsea cũng nối bước theo sau khi đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 4-0. Zenit chắc chắn sẽ giành vé đi Europa League do hơn Malmo 3 điểm và thành tích đối đầu cũng vượt trội hơn. Vấn đề còn lại chỉ là thứ hạng cuối cùng xem ai sẽ là đội chiếm ngôi đầu bảng. Ở lượt cuối, Juventus được thi đấu trên sân nhà tiếp đón đội bét bảng là Malmo, trong khi Chelsea sẽ phải hành quân đến quê nhà của chủ tịch Abramovich đối đầu với Zenit. Đối với Juventus thì có lẽ họ sẽ dễ dàng có được 3 điểm ngay tại sân nhà bởi sức mạnh quá áp đảo so với đại diện của Thụy Điển. Còn với Chelsea, họ sẽ có một chuyến hành quân tới nước Nga đầy lạnh giá. Zenit là một đội bóng rất khó chịu khi trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, xuyên suốt trận đấu, Chelsea chỉ có đúng 2 lần sút trúng cầu môn đối phương và một trong số đó được Lukaku chuyển hóa thành bàn thắng. Zenit dù là đội khách nhưng cũng chơi không kém cạnh khi họ cũng có 2 lần dứt điểm giống Chelsea. Ngoài ra, việc các cầu thủ đang không có phong độ thuyết phục gần đây cũng khiến cho các True Blues vô cùng lo lắng. Chắc chắn Thomas Tuchel sẽ phải toàn tính thật nhiều trước khi lên máy bay đặt chân đến nước Nga. Chắc chắn vòng đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League sắp tới đây sẽ vô cùng hấp dẫn và ẩn chứa nhiều bất ngờ. Điển hình là bảng B, bảng G và kịch tính nhất có lẽ là bảng E khi Barcelona có chuyến hành quân đến Đức và đứng trước nguy cơ rất lớn phải đá C2. Ngoài ra, các trận đấu tranh ngôi đầu bảng cũng có tính chất chuyên môn rất cao và vô cùng hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng đón chờ năm vị khách cuối cùng sẽ lên chuyến tàu đi vào vòng 1/8 sau lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League.